Quý khán thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Sau đây là những tin liên quan đến Philadelphia. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến, số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ Tây saffron. Thưa quý vị, một thanh niên thiệt mạng vì nổ súng tại Philadelphia. Vào tối ngày thứ Năm 2 tháng 2, hai vụ nổ súng riêng xảy ra tại Philadelphia đã khiến cho một người thiệt mạng và một người khác bị thương. Vụ nổ súng đầu tiên xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút tối trên đường số 23 và đường Tyden, không xa Point Breeze là nơi anh cư ngụ. Chánh thanh tra Scotmore thuộc nha cảnh sát Philadelphia cho biết, các nhà điều tra tin rằng có hai tay súng đã bắn hơn 20 lần khi đuổi theo thanh niên 17 tuổi đi xe đạp, khiến cho cậu ngã xuống đất. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện nhi đồng Philadelphia cấp cứu, nhưng đã qua đời vì vết thương nghiêm trọng. Những hình ảnh do video giám sát an ninh khu vực ghi lại cho thấy rằng, những kẻ nổ súng lái chiếc xe màu xám đi về phía nam đường số 23. Nghi can thứ nhất mặc áo màu sáng, trong khi kẻ thứ hai mặc y phục màu tối. Trước đó, một vụ nổ súng riêng biệt khác xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều tại North Philadelphia đã khiến cho một cậu bé 15 tuổi bị thương. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra cả hai vụ nổ súng nói trên. Và thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết rằng nhà trẻ lo sợ vì nhiều xe chạy quá tốc độ trong khu vực. Cô Erin Evers, chủ nhân của trung tâm chăm sóc trẻ em Little Beginning nằm ở góc đường Water và đường Moore, cho đài truyền hình Ocean News biết rằng mỗi ngày trẻ em, phụ huynh và nhân viên nhà trẻ phải lo sợ khi những chiếc xe lao nhanh vun vút với tốc độ ít nhất là 80 dặm một giờ đi qua nơi này. Khi trời bão tuyết và băng giá, cô lo ngại những chiếc xe sẽ lao thẳng vào nhà trẻ. Cô yêu cầu thành phố giải quyết vấn đề này. Khi sáng ngày thứ Năm 2 tháng 2, một chiếc xe lao vào xe của nhân viên nhà trẻ. Tai nạn xảy ra chỉ cách nơi trẻ em đang vui chơi vài bước chân. Cô Dawn Weber, một nhân viên làm việc tại nhà trẻ đã 11 năm, nói rằng nếu một em bé xuất hiện ở đó, chắc chắn sẽ thiệt mạng. Tài xế gây tai nạn bỏ chạy, nhưng nhân viên nhà trẻ đã ghi lại biển số xe ghi trong hồ sơ khiếu nại gửi cho nha cảnh sát. Các phóng viên của đài truyền hình Option News có mặt tại nhà trẻ, chứng kiến những chiếc xe chạy quá giới hạn 25 mile trong khu vực có trường học. Đây là vấn đề thường xuyên xảy ra trong suốt 15 năm qua. Và sau nhiều lần khiếu nại, chính quyền địa phương đã gắn một biển báo dành cho người đi qua đường, nhưng nơi này không có vạch kẻ. Dọc theo đường Water, tất cả mọi nơi đều có biển báo phải ngừng xe, ngoại trừ khu vực nhà trẻ. Văn phòng nghị sĩ Mark Taylor thông báo, ông đã trao đổi với cơ quan đường xá về vấn đề này. Họ chuẩn bị và đồng ý các biển báo vẽ stop sign tại con đường chạy ngang qua nhà trẻ này. Và tin về bắt giữ nghi can đâm người tại bến xe bus Zapta. Nhà cảnh sát Zapta thông báo, nghi can đâm người tại bến xe bus ở thành phố Sener vừa bị bắt giam vào tối ngày thứ Năm 2 tháng 2 ngay tại bến xe nằm trên đường số 2. Anh ta bị theo dõi suốt đêm qua những hình ảnh do video khu vực ghi lại. Hồ sơ tại nha cảnh sát SEPTA ghi rằng, vào tối ngày 2 tháng 2, nạn nhân tên là Kristen Rees, 22 tuổi, cư ngụ tại thành phố Gloucester, ở tại New Jersey, bị đâm 2 lần vào ngực trên đường Market. Khi xảy ra xung đột thì Rees đang đứng với một phụ nữ đã ngã gục trên vỉa hè. Anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã qua đời vì vết thương nghiêm trọng. Tội phạm, tình trạng vô gia cư và môi trường vệ sinh tệ hại là những vấn đề tiếp tục gây thách thức cho các nhà điều hành SEPTA và trở nên trầm trọng hơn trong thời đại dịch. Trên thực tế, những vụ tấn công bạo lực đã gia tăng tại bến xe SEPTA kể từ năm 2019 và gia tăng gấp đôi vào năm 2022. Ngày thứ Năm 2 tháng 2, nhà cảnh sát SEPTA và các nhân viên thuộc Bộ An ninh Nội địa đã thay phiên tuần tra chung quanh bến xe bus. Đây là một phần trong sáng kiến giữ gìn an toàn cho hành khách đi xe bus, được thực hiện từ vài năm trước. Bản tin tiếp theo, công ty BMO phải trả tiền lại cho khách hàng. Bộ trưởng Tư pháp Pennsylvania thông báo tất cả khách hàng không hài lòng với cách phục vụ của công ty BMO Stephens. Hãy gửi hồ sơ cho họ về công ty này để lấy lại tiền theo thỏa thuận giữa tòa án và công ty. Bà Dorothy Hitchcock ở Norristown, quận Montgomery là một trong số 160 khách hàng đã liên hệ với nhóm ký giả thuộc chương trình Trouble Shooter của đài truyền hình Option News để nói rằng họ trả tiền làm bia mộ cho người thân, nhưng công ty Stephens không thực hiện hợp đồng. Đây là điều vô cùng tệ hại nhất trong thời điểm những khách hàng đều đang phải chịu tổn thất to lớn không gì có thể bù đắp được, vì họ vĩnh viễn mất người thân yêu trong gia đình. Các ký giả thuộc chương trình Trouble Shooter cho rằng công ty BMO Stephens cố tình lừa dối khách hàng. Và thưa quý vị, một công ty may áo t-shirt bận rộn chuẩn bị cho mùa Super Bowl. Đó là công ty Rush Order Tees ở miền Đông Bắc Philadelphia, chuyên may áo t-shirt, đang hối hả chạy nước rút, sản xuất hàng loạt áo theo chủ đề Eagles khi thời gian thi đấu Super Bowl gần đến. Ông Drew Smith, người đứng đầu văn phòng tiếp thị cho biết, mọi người muốn ăn mừng chiến thắng của đội Eagles, đồng thời cũng muốn nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu sản xuất đáp ứng với nhu cầu của dân chúng. Vì thế, tuần lễ này thật sự là những ngày không có giờ nghỉ. Ngay sau khi đội Eagles chính thức tham gia giành cúp Super Bowl, thì nhóm thiết kế của công ty Rush Order Tees đã bắt đầu làm việc từ ngày 30 tháng Giêng. Họ đưa ra nhiều ý tưởng để chọn lựa trước khi sản xuất. Ông Drew Smith nói rằng, năm 2018, khi đội Eagles thi đấu Super Bowl, công ty cũng bận rộn sản xuất áo t-shirt như hiện nay. Được biết, áo do công ty Rush Order Tees thiết kế có in hàng chữ như là "It's a Philly thing" và "Grease the Pose", hiện đang là mặt hàng gây sốt trên thị trường Philadelphia.